Helena là hít hơi vào, nổi người lên, lắc nhẹ đuôi, thở nhẹ ra bằng mũi, kéo tay ngẩng mặt lên. Nhớ không? Dạ chưa. Lúc mà lắc nhẹ đuôi á là đếm 1, 2, 3 rồi mới thở ra bằng mũi. Như vậy mình sẽ lướt nước hơn. Nhớ vậy chưa? Vậy á, anh tôi vậy hả? Đúng rồi. Lắc nhẹ đuôi, rồi thở ra bằng mũi. Đúng rồi. Mấy bạn này bơi xong cũng chậm rồi kìa. Helena ở đây để bơi tiếp với Tom. Rồi bây giờ Helena và Tom cùng bơi một lúc nha. Anh có đúng. Bơi chậm thôi làm cho đúng. Tiun đã nói Tom rồi, động tác nào ra động tác đó, chân làm động tác 1, gặp lại 2, xoay gót đạp ra hình chữ V, 3, khép sát chân về. Rồi đếm 1, 2, 3 để ngắt nhịp, vừa nghỉ mệt, vừa đợi nước đẩy ly, lướt nhẹ nhàng, rồi mới thở ra thật chậm, ít thôi, thở nhiều quá sẽ bị chìm. Rồi kéo mạnh tay, ngẩng mặt lên há miệng ra, hít hơi vào sâu, để nổi người lên. Tay của Tom kéo nước không có đúng. Khi tay em kéo về, em không có đưa về trước ngực nên sai. Không có đủ lực để duỗi thẳng tay ra để nổi người lên trên mặt nước. BS quan trọng nhất là việc hít thở, vì các em còn nhỏ, tay chân còn dẻo, phải luyện tập trong thời gian dài mới sửa từ từ và đẹp hết được. Nên muốn bơi vội gấp gáp thì không học bơi với Tiun được. Tay thở kiểu này cũng là cách để chuyển sang bơi người cá. Nên các bạn muốn làm người cá phải bơi tay kết hợp thở cho đúng. Tiun hướng dẫn các bạn kỹ để không có mất nhiều thời gian để luyện tập bơi lội mà cũng có thể bơi giỏi và đẹp. Rồi còn gia nhập câu lạc bộ người cá Tiun để phụ cứu động vật nữa.
nên ai có duyên làm đệ tử của Tuyôn phải cố gắng bơi cho tốt nha các em. Tay bơi lúc nào cũng phải khép sát mấy ngón tay lại để lực kéo nước tốt nhất, chứ đừng có xòe ra nữa. Helena cũng vậy, khi kéo tay nhấn nước xuống phải thật đều và đủ lực để ngẩng mặt lên, tay kéo về hình chữ U, tay thu về đưa trước ngực rồi duỗi thẳng ra để trước cái chấn thủy của em đó. Em làm chưa có tốt nên hít hơi không có đủ, dễ bị chìm, nên tất cả các em phải luyện tập bơi kết hợp tay thở cho tốt. Xem cái clip này để thấy lỗi sai của mình và tự sửa. Tôi cảm ơn các em. Tiếp tục. Còn 2 vòng nữa là xong. 2 vòng nữa cho đẹp nha, giữ khoảng cách đều nha. Tay đưa về trước ngực, kéo xoay tay đàng hoàng nha. 1, 2, 3 bắt đầu. Tiếp nha. 1. Helena chậm nha, kéo tay giống chị nha, nhìn chị kéo tay nha. Đưa chút ngực thẳng ra. Oh yeah. Đẹp. 1. Kéo tay là ngưỡng mặt lên, thả miệng ra, tay vừa kéo qua. Thả miệng ra. Tay vừa kéo ra là mà thả miệng ra. 1 2 3 bắt đầu. Rồi, bắt đầu nha. Song song và đều nhau nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Helena, em bơi tay nổi lên ngang mặt nước nha. Cái tay bị chúi xuống bởi vậy nổi lên không được. Còn Tôm, cái tay đúng được một chút thì cái chân lại bị loạn choạng do hơi thở em hít vào không đủ. Rồi Luna thì còn co đầu gối nhiều lắm, cố gắng giữ thẳng rồi dồn trọng tâm vào phần eo, dùng lực truyền xuống chân và đuôi cá là sẽ bơi đẹp và lượn tốt. Rồi những bạn xem video này cũng hiểu sơ về kỹ thuật bơi người cá và người ếch rồi nhé. Đều rất giống nhau về tay kết hợp thở, chỉ khác nhau về phần lắc đuôi thôi. Cố gắng luyện tập nha, là sẽ bơi đẹp mà. Tuyôn, cảm ơn các em đã
cố gắng học bơi rất là tốt và rất chịu khó nghe lời Tiêu Ôn hướng dẫn. Bây giờ các em thở nước 10 lần dưới nước và làm kiểu tự sướng selfie gì đó dưới nước đi cho nó đẹp.